Khánh Ngọc xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, có câu nói rằng khi ở nhà dựa dẫm vào bố mẹ, khi ra ngoài thì dựa vào bạn bè. Con người có thói quen sống theo nhóm và không ai có thể tránh khỏi những thuộc tính xã hội tương ứng. Nếu chúng ta muốn sống trong xã hội, chúng ta cần phải tương tác với những người khác trong quá trình sinh hoạt hàng ngày và mở rộng mạng lưới các mối quan hệ. Trong quá trình trưởng thành và phát triển, nếu chỉ có một mình chúng ta sẽ không tránh khỏi cảm giác lẻ loi, cô đơn, muốn tìm một người bạn tâm tình để chia sẻ những đắng cay thầm kín trong lòng. Có lẽ chính vì tâm lý này mà chúng ta bắt đầu kết giao với nhiều người hơn và nảy sinh tình bạn với họ. Giới trẻ luôn coi bạn bè là vô cùng quan trọng. Thậm chí có người còn cho rằng tình bạn đáng trân trọng hơn cả tình yêu. Xét cho cùng, ở khi hòa đồng với bạn bè, chúng ta có thể tiếp thu những cảm xúc vui vẻ trong một khoảng thời gian ngắn và để bản thân tạm quên đi những muộn phiền trong cuộc sống. Một người bạn thân thực sự không chỉ có thể an ủi chúng ta về mặt tinh thần mà còn có thể giúp đỡ chúng ta trong cuộc sống. Nhưng các nhà tâm lý học cho rằng bạn bè không quan trọng như chúng ta nghĩ. Đặc biệt là những người ở độ tuổi 50, những người không cần nhiều bạn bè. Vì sao lại như vậy? Quý vị thân mến, ở quá trình từ khi sinh ra đến khi chết đi của chúng ta cũng có thể được coi là một chặng đường ngắn. Cuộc sống này sẽ mang lại cho bạn những gì thì hoàn toàn tùy thuộc vào sự lựa chọn của cá nhân bạn. Dù một người có tính cách như thế nào hay sinh ra trong gia đình như thế nào thì sự cô đơn đều đối xử với chúng ta như nhau. Người giàu cũng giống như người nghèo. Tuổi trẻ ít khi trải qua cảm giác cô đơn bởi vì đây là giai đoạn sung mãn nhất trong cuộc đời. Ai cũng có thể tìm được một vài người bạn để tâm sự cùng nhau. Một số người sẽ sử dụng quãng thời gian tuổi trẻ của mình để tụ tập với bạn bè thâu đêm suốt sáng. Một số bạn trẻ lại thích trò chuyện ở giao lưu với bạn bè trên mạng. Nhưng trong mọi trường hợp, tình bạn lúc này là niềm vui thuần khiết đối với chúng ta và có thể cung cấp cho chúng ta sức mạnh tinh thần viên mãn nhất. Khi bước sang tuổi 30, ở áp lực cuộc sống của chúng ta dần tăng lên, không chỉ vất vả trong sự nghiệp mà có rất nhiều những cái vấn đề trong gia đình bạn phải giải quyết. Những đứa trẻ mới chào đời cần được nuôi dưỡng và mọi chi phí trong cuộc sống tăng cao. Đây là thời điểm bạn cần tiền nhiều nhất. Thời điểm này có nhiều mối quan hệ bạn bè tự dưng kết thúc vì bạn không có nhiều thời gian, tiền bạc để duy trì. Thực sự là có những mối quan hệ bạn bè kết thúc ở giai đoạn này. Chỉ cần bạn không thường xuyên ngồi nhậu với nhau, không liên lạc với nhau, thì tình bạn tự nhiên là sẽ nhạt dần và chấm dứt lúc nào mà bạn không hay biết. Tất nhiên là có những người này vẫn được coi là bạn, nhưng nó thiếu rất nhiều gia vị của tình bạn. Ở tuổi 40 thì cuộc khủng hoảng tuổi trung niên đến một cách lặng lẽ. Có rất nhiều người sẽ cảm thấy kiệt sức vào thời điểm này. Sự già đi về thể chất và tinh thần có thể khiến chúng ta ngày càng cảm thấy vất vả hơn. Có nhiều người còn cảm thấy mình không thể theo kịp thời đại, cho dù có cố gắng đến đâu. Và cũng có rất nhiều người chấp nhận số phận, tức là không còn nhiều động lực để phấn đấu, cố gắng vì một mục tiêu nào đó. Và tâm lý học cho thấy, ở tuổi 40, hầu hết các mối quan hệ bạn bè hình thành trên cơ sở lợi ích. Tức là tôi chơi với anh thì tôi phải có một cái gì đó có lợi cho tôi. Kết bạn lúc này
không phải để chia sẻ mà để mang lại nhiều lợi ích hơn cho mình. Khi chúng ta bước sang 50 hoặc 60, đây là lúc chúng ta nghĩ đến chuyện được nghỉ ngơi và tận hưởng phần còn lại của cuộc đời mình. Nhưng chớ trêu là lúc này các căn bệnh khác nhau bắt đầu hành hạ cơ thể chúng ta. Tức là lúc này con người lo lắng nhiều hơn đến cơ thể mình, lo lắng nhiều hơn tới thời gian được sống trên cuộc đời này. Và bệnh tật khiến nhiều người phải tuân thủ nhiều quy tắc khác nhau trong cuộc sống. Thời gian dành cho bạn bè ít hơn nhiều. Và lúc này sự cô đơn của con người là nhiều nhất. Bởi vì lúc này con cái có gia đình riêng, không phải lúc nào con cái của quý vị cũng ở nhà. Nhưng tại sao các nhà tâm lý cho rằng con người không cần nhiều bạn bè ở lứa tuổi này? Một số người cũng có thể nghĩ rằng cuộc sống cô đơn là điều đáng sợ. Thực tế, chúng ta có thể học cách tận hưởng sự cô đơn và sống yên bình với sự cô đơn. Khi một người cảm thấy cô đơn, đó là lúc bắt đầu thực hiện phép trừ cho các mối quan hệ và suy nghĩ của mình. Bị ảnh hưởng bởi những thực tế khác nhau trong quá khứ, chúng ta thường dành cả ngày để phục vụ người khác và không có thời gian để suy nghĩ về những điều của riêng mình. Nhưng theo ý kiến của các chuyên gia tâm lý, chỉ khi chúng ta không cần phải lựa chọn thì áp lực bên trong mới là ít nhất. Quá nhiều lựa chọn có thể khiến chúng ta tập trung quá nhiều vào lợi ích và sự mất mát. Khi một người bước qua tuổi 50 hoặc 60, thì sẽ chợt nhận ra rằng mình không cần quá nhiều bạn trong cuộc đời này. Đây là lúc bạn mới ân hận bởi đã dành quá nhiều thời gian trong mối quan hệ này. Khánh Ngọc ví dụ các bạn trẻ đang ở tuổi 20, 30, đã dành quá nhiều thời gian để tụ tập với bạn bè một cách lãng phí và vô bổ. Tất nhiên, mình loại trừ những mối quan hệ bạn bè chất lượng. Người ta cho rằng con người khi qua tuổi 50 nên học cách sống chung với sự cô đơn thì mới có thể tận hưởng tốt khoảng thời gian một mình này để suy nghĩ về bản chất của cuộc sống và thế giới bên ngoài. Cô đơn không có nghĩa là chúng ta bị cô lập về mặt xã hội, và chúng ta nên chọn bạn bè dựa trên chất lượng tương tác của chúng ta hơn là số lượng. Những người thường xuyên có những hoạt động xã hội bên ngoài thường thích giao du bạn bè với tâm lý vui chơi. Thực tế thì năng lượng của mỗi người là có hạn, và những hoạt động này phần lớn có hại hơn là có lợi. Nhưng khi còn trẻ thì người ta không thể kiềm chế được những cái ham muốn này. Còn khi chúng ta đi qua tuổi 50, chúng ta cảm thấy cô đơn hơn nhưng lại bắt đầu có nhiều thời gian cho bản thân, cho gia đình hơn. Và đến tuổi này, nếu quý vị nhìn vào các mối quan hệ bạn bè trong quá khứ, chúng ta sẽ thấy hầu hết là vô bổ. Chúng ta nhanh chóng nhận ra rằng chúng ta không cần quá nhiều bạn bè vào lúc này. Thay vì lãng phí thời gian cho những sự kiện xã hội giả tạo, tốt hơn là quý vị nên thỏa mãn những nhu cầu sâu xa nhất của mình, phát triển một sở thích cho bản thân hoặc theo đuổi những lý tưởng của tuổi trẻ để làm cho cuộc sống của mình có giá trị hơn. Quý vị thân mến, buổi chia sẻ ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại!